Thôi em chào quý anh em bà con cô bác nha. Hôm nay bên em mới về thêm con máy 4GB1 lồng 93 ly. Con này đẹp keng xe ben nha bà con. Con này ở trên nó có xương hàng gió luôn, dễ nhìn bằng gió. Thì đây bây giờ em sẽ quay cho bà con cô bác coi một số hình ảnh của con máy 4GB1 hàng em mới về nha. Này là bô, chắc bô giảm thanh đó. Thọt không tới. Cái gì thọt thử nó, cái này nó cấu tạo nó như thế nào thấy nó cũng đã vậy nè. Ở trong nó có bị lọc gì á bà con ơi. Ngồi lén thử trong nó có gì ha. Ở trong nó có bộ lọc. Không thấy ta, đây nè. Chắc lọc thanh chút. Đây mình cho quay chút khói nè bà con cô bác coi ha. Còn mấy tinh can xà beng hết chưa. Đây dàn ống nước nè, nó còn cái này đúng gọi là bảy màu luôn á. Lọc nhớ còn mấy tinh. Đem về nãy em cẩu về nó hơi da chạm, tại lấy số lượng nhiều nó da chạm với nhau. Cây turbo mới tinh can xà beng hết chưa. Cho ốc nó mới tinh nha bà con. Con GB1. Mới tinh. Quý anh em bà con cô bác nào nhanh tay hốt em này về là cực kỳ may mắn luôn nha. Lấy cái te nè, cùng nguyên là thì bảo hơi cốt cho quý anh em bà con cô bác mình sử dụng nha. Uống GB1 lồng 93 ly. Cái này là xương hàng nhớt. Con này hàng mới về em chưa có vệ sinh gì hết trơn nha bà con. Này là những chút zin của nó luôn. Trắng phéo. Này bảy màu luôn, đọc mát, mèo bét. Con này về tới cửa khẩu thì hải quan bắt tẩy sơn chỗ này mới cho đi nha. Không biết anh em bà con cô bác biết không, chứ nhầm cái máy về tới hải quan, nhầm khi máy nó đẹp đó, bắt buộc mình phải đập bể cái gì đó hoặc là tẩy gì đó nó mới cho đi tiếp nha. Nhầm cái máy 4T về đẹp căng xà beng luôn mà bị đập bể cái lốc, lủng lóc rồi mới cho đi, chứ không có lấy về nguyên con được nè. Cái bộ côn nó mới tinh luôn, tường chốt ốc mắt heo bét nó còn quá đẹp luôn, ken xà beng hết chứ. Mới tinh luôn. Con này của Hitachi rất là mới nha bà con. Côn lò xo trong cực kỳ mới luôn. Bà con nào nhu cầu sử dụng cứ alo em 0918782120. Quá trời mới luôn. Quá đỉnh. Dàn xương hàng sàn gió mấy can hay sao bèn. Turbo còn ngắt không bị lắc luôn. Bét. Quá xuất sắc. Chỗ góc mà can là sao bèn hết chứ. Này kéo cái gì không biết nữa. Để bơm thổi cái gì không biết nữa. Heo nè. Quá xuất sắc. Mấy can hay sao bèn không? Con này không có chê được chú nào nha bà con. Một số quý anh em chê hàng Trung Quốc thì em sẽ có một clip phỏng vấn những anh em mà mình sử dụng hàng của Trung Quốc. Mình sẽ làm clip cho anh em coi, tham khảo ý kiến những cái sản phẩm của Trung Quốc là nó tốt hay là nó dở. Tốt là do cái máy tốt hay là dở là do cái máy nó dở. Nhưng thực sự em nghĩ là tốt hay dở là do cái người mình xài thôi, do người mình sử dụng thôi.
Máy tốt mà xuống cứ ga một chơi khô máu tới thì đường nào máy nào chịu nổi. Máy tốt thử thành máy dở thôi. Con này heo cực kỳ mới luôn. Ken thì sợ ben hết trơn. Quá xuất sắc. Isuzu 4K, ê 4CB1. Em có về về một con một số con của 4KH1 khi đi giao máy về em sẽ quay chi tiết cho bà con cô bác coi ha. 4CB1 xuất sắc cho một cuộc tình. Hàng này xin nhắc lại, hàng này em chưa vệ sinh nha bà con. Nắp cò này. Còn chẳng tin hết trơn, chưa có vệ sinh gì trơn á. Về là quay cho bà con cái bác coi liền luôn. Những gì đây? Không biết được luôn. Việt Nam học chưa gành nữa, đấy đâu và tiếng này em đọc được. Đây. Bà con có bác nào nhu cầu sử dụng alo hay hệ em là 0918782120 nha. Isuzu 4CB1. Cảm ơn bà con.